Chào các bạn nhé. Qua thì tôi làm thử cái thùng để tôi đánh lươn xem, không biết giờ tôi vào thăm xem có được gì không, không biết có ổn không. Tôi gom ống là cũng gom hết rồi, giờ tôi chỉ vào nhấc cái thùng thôi. Đây các bạn này, cái thùng tôi đánh này, không biết có không. Đây kìa, cũng có các bạn ạ. Mua này là mua lớn đẻ nên lươn nó nhỏ, không có lươn to. Tôi cũng mới đánh cái này này các bạn nhé. Nếu mà chuyên nghiệp mà đánh bằng cái lời lại đi thì không lại được lồng cồng. Nếu bạn nào mà nhà có con nhỏ thì mình làm một lây đánh nấu cháo cho cháu cũng được. Đấy. Tôi làm bốn hòm này, đánh mất thùng sơn đã lươn này. Đấy, nhưng mà lươn nhỏ quá. Mùa lây các bạn, mùa lây là mùa lớn đẻ. Mùa lớn đẻ thì ở làng họ đi thợ sợi hết, thì tôi cũng thực kiên trì đánh ít hay nhiều, mình kiên trì đánh nó được. Còn tôi nhấc ống phóng rồi thì giờ tôi ra đủ cho các bạn xem, không biết hôm nay được nhiều hay ít. Nhấc thấy nó thừa thừa, bởi vì mua để nó ít ra, đa số lươn to nó không ra các bạn. Tôi quay thì có điện thoại phết để nên xe tôi mới quay được. Tôi chút thử cho các bạn xem nhé. Để đây nó cẩn quá nhỉ. Và mua lại là lươn to là nó không ra. Đánh này ông có ông không đi kiếm thì không biết, không nói tài được chưa? Toàn là dùn. Thank you.
bạn đánh xong các bạn thử rửa vỏ ống đi. Ống nó là mùi thối là nó phải gắn cái đèn cung trắng nó vào đấy. Các bạn chưa được khoảng 5 cân nườn nhỏ quá. Chào các bạn nhé.